Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm siêu trị mụn Hana. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về siêu trị mụn Hana cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của siêu trị mụn Hana Nhị hoa nghệ Tây Nhân sâm Bạch trật Đương quy Kim ngân hoa Bạch linh Thiên hoa phấn Bạch cúc hoa Dâu ngô Vỏ cây liễu trắng Dạng bảo chế dạng serum công dụng giảm mụn giảm thâm sáng da cấp ẩm tái tạo da nâng tông sáng da chỉ sau một tháng cấp ẩm thu nhỏ lỗ chân lông cân bằng độ ẩm cho da tái tạo làn da đã bị yếu và nhiễm độc giảm các loại mụn và an toàn lành tính không để lại sẹo chỉ định dùng cho mọi loại da, đặc biệt da mụn và thâm. Cách dùng, liều dùng. Ngày sử dụng hai lần sau khi rửa sạch da mặt, thấm khăn mềm sau đó nhỏ serum lên vùng da cần sử dụng hoặc bị mụn. Với da đang bị mụn, bôi đều đặn ngày hai lần lên khu vực bị mụn, chỉ nặn khi mụn chín sau đó tiếp tục sử dụng serum đến khi hết thâm. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trong quá trình sử dụng không nên sử dụng mỹ phẩm, không dùng kem chống nắng dạng make-up gây bít tắc lỗ chân lông. Không ăn đồ cay nóng, các chất kích thích. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm siêu trị mụn Hana, đồng thời biết cách sử dụng siêu trị mụn Hana sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.